Yo, chào mừng các bạn đã trở lại với channel Toy Corner. Hôm nay chúng ta đã trở lại với dòng Non Lego. Ở đây chúng ta sẽ có một set Non Lego làm về phim Squid Game, một phim về trò chơi sinh tồn rất nổi tiếng đến từ Hàn Quốc. Và set Non Lego này được làm bởi VMBlocks. Không chần chừ gì nữa, chúng ta hãy cùng mở tấm bịch này ra nhé. Và bài review về set tấm hình minifigure trong phim trò chơi con mực đến từ hãng VMBlocks đến đây kết thúc. Nếu các bạn thấy video này hay, hãy like và subscribe channel Toy Corner nhé. Hẹn gặp lại các bạn những video lần sau. Bye bye.